Xin bên chào tất cả các bác. Thì hôm nay lại giới thiệu với các bác. Hôm nay thì thật ra thì số lượng hàng về thì có tầm khoảng độ 50 chiếc, nhưng mà về trước được 10 chiếc các bác nhé. Thì em cũng thông báo luôn với các bác là những chiếc vang TD Acoustic này. Đấy, KM50X. Các bác có thể nhìn thấy là TD Acoustic. Những cái chiếc vang thương hiệu rất là nổi tiếng. Thật ra thì nhìn vào những chiếc vang này thì các bác cũng đã nhận ra nó giống những chiếc vang nào rồi. Nó giống những chiếc vang Gutin KM5FX đấy, hoặc là những vang GA KM5FX. Thì đây là nó mang thương hiệu TD Acoustic. Với những chiếc vang này thì nó có đặc điểm là nó có chế độ revert các bác nhé, và 8 chế độ, và 8 chế độ là 8 chế độ effect đấy. Các bác có thể tùy chọn, ấn mode này tùy chọn tăng giảm mode để tùy chọn một trong 8 những cái chế độ effect này. Thì như các bác cũng đã thấy là trên con vang này thì nó có một điều đặc biệt, thì nó rất là dễ chỉnh. Tất cả các nút đây nó đều bằng chỉnh bằng tu vít được hết. Và effect hoặc là mic hoặc là music đều chỉnh bằng tay. Và cũng không đi như nói đi nói lại nhiều nữa. Thì mổ luôn ruột gan cho tất cả các bác cùng xem. Những chiếc vang này thì như các bác biết thì nó linh kiện nó rất là dày đặc. Linh kiện rất là nhiều. Và cộng tác là toàn những linh kiện chất lượng thôi. Các bác như các bác thấy là những cái chiết áp này đều là chiết áp màu vàng các bác nhé. Chiết áp rất là đẹp, màu vàng và rất là bền. Để nói là những cái chiết áp màu vàng này nó là những chiết áp đắt tiền. Đấy, còn đây là một cái vỉ chống hú của nó. Cũng có ghi là KM5. Sử dụng tất cả những tụ trở của nó là tụ 5 vạch màu các bác nhé. Và trở 5 vạch màu và sử dụng cái IC khuếch đại thuật toán là 5532D. Những chiếc IC này thì luôn cho những tiếng cực kỳ sáng các bác nhé. Cực kỳ sáng. 5532D. Đấy, và trên là KM5 này. Sử dụng echo và reverb. Đấy. Và trên mỗi một đường mic thì nó đều có, con này có 3 đường mic thì nó có 3 cái vỉ. Đây, 3 cái vỉ. Ba cái vỉ xử lý đường tiếng mic này. Đấy, xử lý tiếng mic rất là ngọt ngào. Và điều quan trọng nhất là nó có hai bo nguồn các bác nhá. Hai bo nguồn này đều được bên ngoài có một lớp chống nhiễu cực kỳ tốt, nhớp sắt chống nhiễu. Và cái mà chúng ta quan tâm nhất đây các bác này, là cái con IC to của nó. Đấy, nhiều hàng kém chất lượng thì cái IC này nó rất là bé các bác nhé. Nó rất là bé. Nhưng con trên cái dòng vang TD Acoustic này thì con này rất là to. Hai con này rất to. Và các tụ trên IC là nó cũng rất là to các bác nhé. Rất là to. Nó không như những cái hàng kém chất lượng. Đấy. Nó không như những hàng kém chất lượng, nó bé xíu ấy. Nhưng này thì nó rất là to. Trên đây là nó có những cái thông số của các tụ trở hết. Đấy, giá em đưa ra cho một chiếc vang này là 2.400.000 đồng các bác nhé. Bao ship toàn quốc và tặng theo dây rắc. Đấy, thiết kế mạch rất là gọn gàng và đẹp. Cũng ghi là KM5. Đấy, KM5FX. Rất là đẹp các bác nhé. Đấy, chiết áp thì hầu hết mà là bằng vàng. Bằng vàng hết. Đấy, chiết áp màu vàng. Đấy, đi qua một lượt nữa. Đây là thiết kế đằng sau của nó đây các bác này. Những chiếc này thì nó là manufacture in PRC. Chỉ có những cái hàng xịn thì nó mới có chữ PRC này các bác nhé. Đây, và đi lại cho các bác xem cái bo là bo xử lý tín hiệu của nó. Rất là to. IC tụ trở rất là to. Các bác nhìn qua là các bác biết là đây là hàng xịn. Đấy, hàng kém chất lượng sẽ không có những cái IC và tụ trở to này. Nó sẽ bé xíu đi đấy. Đây, và đây là mặt sau, AUX đường vào. Là cắt súp, đây là SR, SL, đây là đầu ra RL, đây là 3 mic. Đấy, FBE đây là chống hú này các bác này. Đấy, và đây là chỉnh bass check cho phần center. Đấy, các bác nhìn rất là đẹp. Design Germany, design ở Anh. Design Germany. Germany có nghĩa là ở Đức các bác nhá. Quên mất. England thì mới là Anh. Đấy. Đấy, các bác cũng đã thấy là những chiếc vang này thì mang trên mình thương hiệu TD Acoustic rất là đẹp và rất là hoàn hảo luôn.
Những chiếc này thông báo các bác là số lượng không có nhiều các bác nhé. Em về được 50 chiếc thì mới về được có 10 chiếc thôi. Ở đây xem nào. 1 2 3 4 5 6 12 chiếc. Và số lượng không chưa chưa báo là khi nào về thêm. Các bác nhé. Chưa chưa báo cho em biết là khi nào về thêm. Hiện tại mới chỉ báo có 15 chiếc. Ở đây em bán 3 chiếc rồi, em còn 12 chiếc. Đấy thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì nhanh tay các bác nhé. Đấy, số lượng thì không có nhiều đâu. Rồi, cảm ơn các bác cũng đã xem video bên em. Hẹn các bác ở những clip lần sau. Các bác nào muốn mua hàng liên hệ trực tiếp hai số điện thoại các bác nhé. Hoặc truy cập website ở bên dưới này, thamcaoaudio.com để xem những video mới nhất. Đấy. Rồi ok, cảm ơn các bác. Hẹn các bác ở những clip lần sau ạ.